buổi sáng. Chào buổi sáng anh chị em ha. Rồi, giờ để xem ha. Đó. Xem thử mình sẽ đắp những cái móng như thế này tốn trong vòng bao lâu nha. Rồi. Thả bột lên này ha. Di chuyển bột dần lên phần cuticle. Và hãy khen khóe móng nha. Đó, vẫn một câu nói quen thuộc, cứ di chuyển bằng đó, cứ di chuyển bằng mũi cọ nha. Đó, di chuyển bằng mũi cọ ha. Dồn bột ra hai bên xay. Và rồi trong lúc này thì bột nó đang rất là chảy nên thành ra là mình cứ cứ chờ nha, chờ. Rồi sau đó khi bột bắt đầu nó se lại là mình sẽ kiểm tra cái độ dẻo của bột này. Đó, khi bột nó bắt đầu nó se lại thì bắt đầu mình sẽ vuốt bột ha. Nó dùng mũi cọ để vuốt bột. Và khi vừa vuốt mình sẽ vừa căn chỉnh cái shape sao cho nó vào form shape nha. Đó, chẳng đầu móng ha. Đó. Căn chỉnh lại cái shape sao cho nó đầy, cho nó đẹp. Đó, để khi mình xong xuôi hết rồi thì mình không có cần phải mình khi mình xong hết rồi ha, mình không có cần phải giũa lại ha. Đỡ phải tốn thời gian. Đó, rất là đẹp nha. Rồi, căn chỉnh cái shape lại một chút xíu, căn chỉnh cái shape lại chút xíu ha. Màu rất là tươi, rất là đẹp. Rồi tiếp tục ngón thứ hai. Tiếp tục nha. Rồi, đặt lên. Đó, nhớ là lấy bột thì khi trong cái phòng này mình bật cái nhiệt độ phòng nó hơi thấp nên thành ra cục bột nó hơi chảy một chút xíu. Đó, nên khi mình lấy bột thì nhớ thấm bột xuống dưới giấy một chút xíu ha. Cho nó lấy hết nước ra. Đó, để khi mà bỏ lên cái móng tay này thì nó không có bị chảy nữa nha. Rồi khi mà bỏ lên mình sẽ tranh thủ cái lúc bột nó đang rất là có thể điều chỉnh được ha, bột nó đang và đang xe lại này. Đó là cái thời điểm vàng để mình có thể căn chỉnh cái shape cho nó đẹp. Và đắp thì nó vào cuticle ha, tròn tròn. Đó nên thành ra trong cái thời điểm này thì mình cứ từ từ mà căn chỉnh cái shape này, căn chỉnh cái cuticle cho nó vào form shape nha mọi người. Cực kỳ đẹp luôn, sạch sẽ. Lúc nào thì mình đắp bột mình cũng đắp rất là từ tốn nha. Rồi thật lên này ha, tranh thủ này, lúc này là bột nó đang rất là chảy này nên thành ra mình có rất là nhiều thời gian để mình căn chỉnh cái shape nó sao cho nó đẹp nha. Đó, hai bên sai này, dồn bột lên này. Đó, căn chỉnh cái cuticle sao cho nó vào form nha. Đó, dùng mũi cọ này liên hai bên sai này. Đó. Liên hai bên sai này. Đó. Rồi tiếp tục chỗ này nó hơi thiếu bột nè, dùng cái mũi cọ mình đẩy bột dần lên này, tại vì bây giờ là cái thời điểm mà bột nó đang rất là dễ để điều chỉnh ha. À, đó là mình cứ từ từ mà mình làm nha. Nôn nóng là cái bột nó chảy à, khi mình làm thì nó không được cái gì trơn. Nên thành ra là lý do vì sao mình đắp bột mình không bao giờ mình pha với acetone hay là nước nhanh khô nha. Đó, mình cứ đắp một nước thôi, nước chảy à, để mình có thời gian mà mình control cục bột, control cái cuticle, control cái shape sao cho nó đẹp. Làm xong là mình không có cần phải giũa quá nhiều. Rồi, tiếp tục lấy cục bột này à, chị em chờ nha, chờ cho nó bóng lên ha. Rồi khi một khi nó bóng lên rồi thì bắt đầu mình thả bột lên, đếm 1 2 3 thả này. Thấy không? Nó sẽ không có chảy. Rồi, đếm 1 2 3.
di chuyển cục bột dần lên phần khóe móng và cuticle. Đó, cho nó ôm sát vào hai bên sai. Cho nó ôm sát vào cuticle luôn nha. Ôm sát vào. Đó. Rồi, trong cái lúc này thì bột nó đang rất là dễ để điều chỉnh ha. Căn chỉnh cái shape, căn chỉnh cái cuticle cho nó đẹp. Để khi mình làm xong rồi thì mình sẽ bỏ bước luôn. Đó, bỏ bước luôn, không có cần phải vô shape nữa. Đó, căn chỉnh ha, căn chỉnh sao đẹp. Vuốt qua khỏi đầu móng, dùng bụng cọ chắn đầu móng nha. Đó, hello, hello anh chị. Đó, thấy không? Giờ nó có sẵn shape rồi này. Đó, không có cần phải vô shape nữa nha. Cực kỳ đẹp luôn. Màu rất là tươi nha. Rồi. Đối với những ngón cái này thì mình sẽ lấy cục bột bự hơn một chút xíu nha. Lấy cục bột bự hơn chút xíu này. Thả ngay cuticle luôn, đếm 1, 2, 3, thả ra. Rồi, bắt đầu mình sẽ di chuyển kích, di chuyển bằng mũi cọ nha, di chuyển cục bột bằng mũi cọ lên phần cuticle và hai bên khóe. Đó. Rồi, kiểm tra hai bên side xem nó có tràn bột không. Đó. Rồi sau đó thì mình mới kiểm tra cái độ dễ của cục bột. Bắt đầu mình sẽ vuốt bột sau cùng nha. Đó, thấy không? Cực kỳ dễ, cứ làm theo công thức thôi. Rồi vuốt qua khỏi đầu móng, dùng bụng cọ tạo cho nó có cái shape cho nó đều. Đó, khi mình làm xong mình sẽ không có cần phải dũa lại ha, đỡ tốn thời gian, đỡ phải dùng sức. Màu tươi không? Màu rất là tươi nha. Tiếp tục thì mình làm xong bàn nào thì mình sẽ bỏ cái primer vào bàn đó nha. Đối với những cái ngón út này, màu đẹp quá anh ơi. Oh, thank you em Phương Cổ Ca nha. Màu này là màu xi lên 144 nha. Màu rất là tươi luôn. Đó. Đó, di chuyển cục bột dần lên phần cuticle này. Đó, thấy không? Bột nó sẽ không có chảy. Đó, mình sẽ dùng cái mũi cọ để mình di chuyển dần cục bột vào nha. Đó, và trước khi hết thì mình nhớ làm sạch da nha. Làm sạch da để cho cái móng khi mà đắp lên nó thì nó sẽ được tự nhiên hơn ha. Đó, màu rất là tươi, màu này là màu xi lem 144 nha. Di chuyển cục bột dần ra đó, và khi mình làm xong cái màu này thì mình sẽ đánh với chrome nữa nha. Nhìn anh đắp mê đâu mà mình đắp thì gớm. Cảm ơn em nha. Cái này thì mình phải có cái thời gian để mình luyện tập nha.
Đó, cái gì cũng cần có thời gian và làm đúng cách thì lúc nào nó cũng sẽ ok hết nha. Rồi đếm 1 2 3 thả nha. Đó, di chuyển cục bột và cái mũi cọ này, di chuyển dần lên phần khóe móng này ha. Đó, di chuyển dần lên phần khóe móng này. Đó, thấy không? Bột nó sẽ không có chảy. Nên là mình cứ tha hồ mình điều khiển cục bột theo cái ý của mình nha. Đó. Thấy không? Rồi dùng cái mũi cọ này clean hai bên side, sau đó mình sẽ kiểm tra cái độ ghẻ của cục bột đó, xem thử nó đã bắt đầu mình có thể vuốt được chưa. Nếu mà còn ướt quá thì khi mình vuốt thì bột nó sẽ đi hết, mà khô quá thì vuốt bột nó không có đi, nên cái thời gian mà để mình vuốt bột là lúc mà cục bột nó bắt đầu nó xe lại ha, nó dẻo lại, đó là cái thời gian mà thời điểm vàng mà để mình vuốt bột nha mọi người. Cái cọ hả em mua cọ hiệu gì? Đó, nếu mà cọ nó không đắp được thì mình nên đổi cọ thử em xem. Em thử đổi cọ của Silem này, Silem đỏ đắp cũng ok. Đó, mình thử đổi cọ thử xem sao, coi thử có làm đúng theo cái quy trình chưa, để xem thử cái bột nó ra nó có ok không. Rồi cái ngón này thì mình là cái đầu móng thì nó đủ nha. Đó, nhưng mà mình khi mình giũa lại đó, nhiều khi mình sợ nó hơi bị thiếu bột đó, ở đầu móng đó. Thành ra mình cứ thêm một cái cục bột để cho nó chắc, để cho nó được đầy đủ nha. Đó. Căn chỉnh cái shape cho nó đẹp để khi mình làm xong rồi đỡ tốn thời gian phải giũa lại nha. Đó, nên thành ra là cái lúc nào mình cái cộng đoạn, cái giai đoạn mình đắp bột thì lúc nào mình làm cũng tương đối là chậm nha. Mình không có làm nhanh cái phần này. Mà làm tương đối là chậm nha. Rồi, đặt bột lên này, bắt đầu đếm nha. 1 2 3 thả ha. Đó, bột nó nằm im để cho mình thỏa sức control nó ha, điều khiển nó. Đó, bắt đầu mình di chuyển cục bột dần lên phần cuticle này, cho bột nó nằm sát vào hai bên này ha, thấy không. Rồi bắt đầu mình sẽ kiểm tra cái độ dẻo của cục bột, bắt đầu mình sẽ vuốt bột này. Đó, bên này thiếu bột thì mình cứ cho vào, cứ vuốt đi. Đó, khi nào thiếu bột thì mình đổ thêm vào thôi, không sao hết. Đó. Cực kỳ nhanh gọn lẹ nếu mà biết cách làm nha. Rồi vuốt qua đầu móng, dùng bụng cọ chắn đầu móng cho nó vào shape, cho nó đẹp đẽ đã ha, cho nó gọn gàng. Đó. Bên sai thì nó hơi thiếu chút xíu này, cứ bồi vào thôi ha. Đó, thiếu chỗ nào bồi vào chỗ đó. Đó, không có dấu. Đó, nên thành ra anh chị em thấy mình làm cái phần đắp bột là mình làm rất là lâu luôn, nhưng mà khi mình đến cái giai đoạn, đến cái bước mà dụ xếp đó, mình không cần phải dụ nữa, tại vì mình đã đắp nó rất là đều rồi, nên chung quy lại tính tổng thời gian lại là mình sẽ không có mất quá nhiều thời gian nha. Một bộ móng thông thường như thế này thì mình chỉ mất tầm 30 phút để làm xong thôi. Căn chỉnh cho nó đều.
chuyển bột dần lên phần critical này ha. Đó, thấy không? Hai bên sai. Dùng mũi cọ này. Clean nó này. Rồi bắt đầu mình dùng mũi cọ, bắt đầu mình dùng mũi cọ ha, mình vuốt ha, bột nó bắt đầu nó xe lại rồi. Đó, cho nó vào cái shape, cho nó đầy, cho nó đẹp này. Rồi dùng bụng cọ chẳng đầu móng lấy phần bột dư ra ha. Anh ở Thụy Điển ha, em muốn mua bột này ha. Ok, để anh hỏi lại xem, anh hỏi lại xem bên công ty nó có ship qua được Thụy Điển không nha. Rồi có gì anh báo em nha. Bột này đắt rất là mượt luôn. Đó, anh recommend em nên đắp thử hãng này nha. Vừa thấy bạn nào đó inbox nói là muốn mua bột mà sao thấy xóa comment rồi. Rồi lấy bột chưa ra nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đến cái giai đoạn mình giũa máy nha. Okay, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mấy bạn chạy máy nha. Rồi, đầu tiên này, hai, những ngón tay của mình thì ngón nào nó cũng có cái tác dụng như nhau cả. Để cũng đều có một cái tác dụng đã. À, và khi chạy máy thì đối với những cái móng mà mình đắp khơi quá nhiều á thì cái đầu giũa này ha, mình sẽ cho nó nằm lên khoảng tầm 45 độ ha, để nó được có thể luồn vào trong cái phần critical và chạy cho nó sạch nha. Và đối với những cái móng mà thuộc dạng medium như cái móng này đó thì nó sẽ cái đầu giũa chạy, cái máy chạy này là có thể cover được hết cả cái mặt móng này, thì mình sẽ chạy miệng bằng cả cái mặt móng và để cái đầu giũa này nằm ngang như thế này ha, để cho nó có thể đều và mịn cái móng hơn ha. Tuyệt đối đừng có chạy theo đường dọc nha mọi người.
Đó, và khi chạy thì cái tầm mắt mình sẽ hướng nằm ngang để mình có thể nhìn vào trong khóa nha. Thấy cái cuticle không? Nó lại sập như vậy ha. Những ngón còn lại cũng chạy tương tự nha. Tầm mắt lúc nào cũng đặt nằm ngang để mình có thể dễ quan sát cái cuticle hơn. Rồi, và khi chạy thì mình sẽ chạy mặt ngang nha. Đó, để sát cái giữa xuống chạy nằm ngang nha, tuyệt đối không phải để chạy chéo nha. Không để đầu giữa chéo để dạy nha. Đó. Và theo cái cách làm của mình đó thì mình làm xong, mình rửa xong mình không có cần phải rửa xếp lại đâu nha. Đó, tại vì cái thời gian mà mình đắp mình làm rất là chậm chạp, để ra khi mình đắp thì nó đã vào form hết rồi. Đó. Đó, cố gắng rửa mặt móng cho nó mịn xíu nữa thôi là ok. Đúng rồi, mình nhìn, mình đặt tầm mắt nằm ngang ha, nhìn ngang nè. Đó, mình nhìn ngang thì cái đầu mình sẽ dễ quan sát được hơn là cái đầu giũa nha. Đó, mình sẽ dễ quan sát được hơn cái phần đầu của cái giũa này nè. Đó, và khi mình chạy chạy cái phần cuticle ha, mình luồn nó vào. Đó, luồn nó vào thì nó sẽ dễ dễ quan sát hơn ha. Và khi mình chạy thì mình cứ chạy theo cái đường 1 2 1 2 1 2 như thế này thì nó sẽ dễ cắt được những cái phần bột nó dính da hơn nha. Chứ đừng có chạy thêm một mạch dạy thì nó dễ rất là dễ cắt vào cái tay khách nha. Nhớ là đặt tầm mắt nhìn ngang nha, đặt tầm mắt nhìn ngang thì nó sẽ dễ quan sát cái phần đầu máy hơn. Đó, nó sẽ dễ cắt được cái phần bột mà nó dính hơn nha. Đó, thấy không? Bây giờ mọi người nhìn cái phần cuticle của mình không? Đó, rất là sạch sẽ luôn. Đó, và khi mình rửa máy xong mình không có cần phải rửa shape lại nè. Đó, để cho mọi người nhìn cái shape của mình ha. Đó, thấy không? Nó có sẵn rồi, không có cần phải rửa shape lại đâu ha. Ok. Mọi người thấy rõ không? Còn đối với những cái móng dài thì khác ha. Đối với những móng dài thì mình còn phải giũa lại bằng giũa cây nha. Không thôi thì cái bề mặt móng nó sẽ không có được mịn đâu nha. Đó. Đó, ta gặp tầm mắt nhìn ngang nha.
Và những cái phần bột nó dính da này, đó, cắt nó ra. Đó, mọi người thấy không? Rồi sau khi vuốt xong rồi thì mình nhớ lọc ngược cái tay khách lại ha. Đó, mình liên cái phần bột dơi dưới gầm móng nè. Mình đắp rất là sạch rồi nhưng mà không có biết được hên xui, lâu lâu tiện xui xui xem nó lỡ tay nó có bột dơ nó dính dưới gầm móng làm sao, đúng không? Đó, nó thành ra mình cứ làm đúng cho nó chắc ha, làm đầy đủ các bước cho nó chắc. Đó, sau này khách nó cũng thấy mình cũng kỹ càng, nó còn quay lại với mình nữa, đúng không? Okay. Xếp nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái dũa này, mình dũa lại để cho những cái phần bột dơ dưới gầm móng nó đi ra nha. Đó. Cái xếp thì mình có rồi, nên thành ra mình chỉ cần dũa sơ thôi. Rồi sau đó mình dũa cái đầu móng cho nó thẳng. Đủ sơ thôi, đủ sơ thôi cho cái phần bột dơ dưới gầm móng mình vừa clean đó nó đi ra.
Không, mình thấy mình vô sếp là nhanh đúng không? Đó, thì tại vì đây cái sếp nó có sẵn rồi. Đó. Mình chỉ cần mình lấy những cái phần bột dơ với gầm móng đó thôi. Đó. Xong cái này rồi thì bắt đầu mình buffer và đánh form nha. Đó. Wait, I think I like the other one better. You think that one will be better? Yeah. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh khom nha. That one has a little bit of like a green color though. No, not green. Not green? Yeah. Okay. Rồi mình sẽ dùng cái chai bay của mình sẽ dùng cái chai bay của Silem ha. Bay Chrome của Silem đánh cho anh chị em xem nha. Cố gắng sơn cho nó đều để đánh con cho nó đẹp.
sư phụ lâu quá không gặp sư phụ lâu quá không nên coi cái vai của đệ tử gì trơn. Do we like it this color? Do we like it this color? Yeah. Like, should I put chrome on it? Yeah. We try with one finger for you. It kind of goes like a little blue green, but I would be like. You don't like it like this better though? It was you. Which one do you like better? I like this. Okay, let's do that. Okay. This chrome look like fancy. Yeah. Yeah. Usually I get more comments on the chrome or like sparkles. Yeah. With one finger look normal. I like fancy. Yeah. You do. Look, it's fancy. Yeah. Like,